Xin chào quý bạn đến với kênh Bí mật chỉ tay. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến quý bạn những dấu hiệu và ý nghĩa của nó khi xuất hiện trên gò thái âm. Gò thái âm trên bàn tay của chúng ta nó nằm thuộc cái vị trí ở cái rìa bên phải của bàn tay chúng ta đây. Ở vị trí này. Từ cái cổ tay đi lên khoảng 2 phần 3 của cái chiều dài của cái bàn tay của chúng ta, từ cái ngón cuối của ngón ngón út. Thì cái gò nguyệt hay còn gọi là gò thái âm nó có ý nghĩa nếu mà trên một bàn tay mà đầy đặn thì người này ấy, thể hiện cái tính gọi là nho nhã và có cái khả năng tưởng tượng phong phú, và họ thiên về cái văn học và nghệ thuật. Gò thái âm phát triển mà quá đấy, có nghĩa là nó nảy nở quá. Khi chúng ta nhìn vào cái bàn tay mà gò này nó lớn nhất trong các gò, thì nó cũng thể hiện là gì, cái người này có cái tính cách phóng túng và trong cái đặc biệt trong cái việc mà tình cảm, và họ cũng thích huyền hoặc. Và đôi lúc cũng lừa dối cái người khác. Bởi vì cái tính phóng túng là một, thứ hai là cái sức tưởng tượng của người ta rất là lớn, và do đó mà những cái điều người ta nói ấy, thì có thể là nó được phóng đại lên. Đấy. Và đối với cái người này thì có thể là dễ dẫn đến những cái chuyện thị phi, hoặc là có thể là làm mất lòng cái người thân. Thì những cái bạn nào mà thấy trên tay của mình mà có gò thái âm nó vườn quá đấy, thì các bạn cũng nên là biết để kiểm soát được cái sự cường điệu của mình qua cái ngôn ngữ. Nhưng ngược lại, nếu mà một người có gò thái âm nó lõm xuống đấy, nhìn vào thấy nó lõm xuống có nghĩa là nó nhăn nheo, nó không có nở. Chẳng hạn như cái bàn tay này thì trong các gò thì gò thái âm là cái gò hơi gọi là hơi khuyết so với những cái gò khác. Thì cái gò thái âm mà lõm đấy, thì cái người này đấy, người ta sống là khá là thực tế và có thiếu cái lý tưởng. Và tất nhiên nó ngược lại với cái tính lãng mạn của cái gò thái âm đầy rồi. Đấy. Và đối với cái người mà có cái gò thái âm phát triển ấy, thì họ rất là thích hợp trong các cái ngành như là văn học, nhà báo, hoặc là âm nhạc, hoặc là nhà thơ. Đấy. Và nếu mà ở trên gò thái âm nó có những cái đường gọi là những cái đường du lịch đấy, thì nó rất hợp cho những cái người làm trong các cái ngành như là ngành hàng hải. Đấy. Thì đó là ý nghĩa của cái gò thái âm. Và sau đây tôi sẽ nhắc đến một số cái dấu hiệu nổi bật thường thấy trên cái gò thái âm. Thì trước hết, khi các bạn quan sát trên một bàn tay mà cái gò thái âm, cái vị trí của gò thái âm ấy, mà nó khô, cảm thấy nó khô, nó ám tối, hoặc là thậm chí là nó có cái màu xanh sẫm ấy, thì các bạn phải cẩn thận. Đây, bởi vì đây là một cái thời kỳ không tốt cho quý bạn, đặc biệt là không nên đi xa. Đấy. Nếu đi xa thì thường sẽ không gặp được những cái chuyện may mắn, bởi vì cái gò thái âm cũng chủ về cái cung thiên di, đấy, cung đi ra ngoài. Mà nếu mà gò thái âm mà có một cái kết hợp với một cái đường như thế này, nếu gò thái âm mà nó sáng rồi, nó kết hợp với một cái đường chữ V như thế một hoặc là nhiều đường chữ V, thì các bạn chú ý là khi chúng ta đi xa đấy. Thì thường dễ dẫn đến những cái sự bất trắc, có thể là một cái tai nạn nào đó, không có tốt. Một cái dấu hiệu tiếp theo tôi muốn nhắc đến trong cái gò thái âm, thì cái dấu hiệu này đấy thì nó có một cái tính chất là khá là nguy hại đến cái sức khỏe và tính mạng của chúng ta. Đặc biệt đó là một cái hình chữ V. Hình chữ V như thế này. Nó nằm ở trong khu vực của gò thái âm.
hình chữ V, V ngược như thế. Thì cái hình chữ V này là nếu mà xuất hiện trên gò thái âm thì nó cũng báo là chúng ta có những cái có thể là bị cái thương tích nào đó dẫn đến cái việc là nghẹt thở. Bởi vậy khi mà các bạn thấy cái đường cái vân chữ V ngược như thế này ở trên gò thái âm ấy, thì các bạn nên tránh những đến những cái nơi có sông nước. Đấy, tránh này. Hoặc là khi chúng ta đi đường mà đi trong những cái trận mưa thì cũng rất là dễ gặp tai nạn. Và thậm chí là các bạn cũng nên tránh ở cái việc mà các bạn tắm về khuya. Đấy, bởi vì đêm cũng thuộc về âm. Đó, đặc biệt là từ giờ Tý trở đi là giờ của cái giờ thái âm ấy. Đấy, thì các bạn cũng cẩn thận về cái vấn đề này. Nhưng nếu có một cái đường cái hình chữ V ngược lại, hình chữ V cũng trên gò thái âm các bạn nhé. Đấy, hình chữ V như thế thì cái ý nghĩa của cái hình chữ V thuần như thế này đấy, mọc ở trên gò thái âm đấy, thì nó lại báo cho chúng ta biết là cái thời điểm này đấy thì các bạn là có những cái việc làm rất là sáng suốt và rất là khoa học. Có nghĩa là các bạn nếu mà các bạn làm trong những cái ngành nghề mà nó mang tính chất là nghiên cứu đấy, thì nhờ những cái sáng tạo của các bạn mà đem dẫn đến những cái sự thành công. Tiếp theo, nếu trên cái gò thái âm có một cái hình tam giác, có một cái hình tam giác thì nó báo cho quý bạn một cái niềm vui. Đấy, nếu mà có hình tam giác thì nó báo rằng là gì, các bạn sẽ hưởng được cái gia tài. Đấy, mà cái gia tài này ấy là không phải là nhỏ, có thể là đó là một cái gia tài về điền sản. Mà nhờ cái gia tài đó mà các bạn sẽ thay đổi cái khởi cái vận của mình lên. Một cái dấu hiệu tiếp theo mà rất là may mắn ở trên gò thái âm đó là một cái hình vuông ở trên gò thái âm. Thì phải nói rằng nếu mà trên gò thái âm có một cái hình vuông đấy thì nó nói rằng là cái người này đấy nếu gặp hung ấy nữa thì cũng sẽ hóa cát, có thể xoay chuyển được cái tình thế trong những cái lúc nguy nan. Đấy, nên cái dấu hiệu ở trên gò thái âm có một cái hình vuông thì cái người này đấy gặp cái chuyện gì thì người ta cũng có thể làm chủ được đó, làm chủ được cái tình thế. Đấy, cho dù có những cái tác động bên ngoài đem đến thì họ cũng làm chủ được tình thế để biến được những cái hung trở thành cái cát. Nhưng nếu một cái hình vuông nằm ở gò thái âm mà nó lại xích về cái phía của cái cường tay thế này. Đấy, nó tiếp giáp cái cường tay. Thì thông thường những cái hình vuông này thì nó nhỏ nó tiếp giáp với cường tay. Thì cái người này có một cái nếu mà cái một nếu mà trên cái bàn tay của người này đấy mà cái ngón tay cái này mà nó vuông, nó ngắn, rồi cái ngón út này nó cũng ngắn. Đấy, thì cái người này có thể có một cái hành động gì đó mà ảnh hưởng đến cái đứng sinh thần của mình, đặc biệt là trong những cái lúc mà có xảy ra cãi vã đối với người thân, đặc biệt là cha mẹ của mình đấy, thì cái người này nên chú ý kiểm soát cái cơn nóng giận của mình. Bởi vì cái hình vuông này nó mang đến cho một cái ý nghĩa là cái người con này có những hành động mà bị xã hội lên án, đó là đứa con bất hiếu. Đấy, có thể trong một cái phút giây nào đó mà người này thiếu kiểm soát để đưa đến cái hành động mà sau này họ hối tiếc không kịp. Đấy, thì nếu các bạn mà nhìn trên bàn tay của mình mà thấy có những cái dấu hiệu như vậy đấy thì các bạn cũng nên cẩn thận. Đó,
đặc biệt là đối với những người bệnh nặng. Một cái dấu hiệu tiếp theo mà tôi muốn nhắc đến đó là trên gò thái âm nó có nhiều một hoặc nhiều cái vòng tròn nhỏ, có thể là nó cái hình tròn nhỏ như thế này. Tròn sâu chuỗi với nhau, có thể là một hoặc là hai ba hình tròn nhỏ xuất hiện trên gò thái âm. Thì người này chú ý đến gì? Đến cái việc là thứ nhất đó là về mắt. Đấy. Trong cái thời kỳ này các bạn nên khi làm cái gì đấy thì các bạn cẩn thận đến cái con mắt của mình, bởi vì rất có thể là nó sẽ có một cái vật gì đó nó tác động đến cái mắt, làm ảnh hưởng đến cái thị lực của các bạn, mà ảnh hưởng ở đây là ảnh hưởng vĩnh viễn. Đó, có thể ảnh hưởng đến cái vĩnh viễn, đến cái khả năng nhìn của con mắt, mắt bên phải đấy của các bạn ấy. Hoặc là có thể là bị để dẫn đến cái việc là bị tê liệt. Đấy. Do đó là nếu mà có cái dấu hiệu này đấy thì các bạn phải cẩn trọng. Nhưng nếu trên bàn tay của các bạn ở cái gò thái âm mà nó có được cái có hai hoặc ba đường chỉ chạy dài, ba đường chỉ chạy dài nó như thế này, có thể là một cái đường chỉ hai hoặc ba đường chỉ chạy dài ở trên gò thái âm, thì hai đường chỉ hoặc là ba đường chỉ này thì nó sẽ báo hiệu làm gì? Cái người này họ sẽ có cái khả năng để tạo dựng nên cái sự nghiệp giàu có, nhưng phải trải qua cái khó khăn, và đặc biệt là họ phải đi ra phía ngoài, phải lập nghiệp tha phương, và họ thường hay có những cái mối quan hệ trong công việc đối với những nữ giới thì họ sẽ có duyên đó, có duyên với kết hợp với những cái người bên phái nữ và đem đến cái sự thành công cho họ. Thì trên đây là một số cái dấu hiệu mà tôi muốn nhắc đến trong cái bài hôm nay. Cuối cùng, xin chúc quý bạn có được nhiều cái năng lượng, và nếu bạn nào mà lần đầu đến với kênh Bí Mật Chỉ Tay, mong các bạn đăng ký, chia sẻ để tạo điều kiện cho kênh được phát triển nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.